Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Car Passion. Và như các bạn đã nhìn thấy thì những hình ảnh đầu video clip này đó chính là hình ảnh của cô Kim Liên, một host giao thông rất là nổi tiếng trên đài VOH. Thì bên cạnh mình đây là cô Kim Liên. Xin chào mọi người và xin chào anh Sơn. Ngày hôm nay thì rất vui được đồng hành cùng với Car Passion và đồng hành với anh Sơn ở trên chặng hành trình sắp tới. Và chúng ta sẽ cùng nói về một điều rất là thú vị mà anh Sơn mang đến cho mọi người, đúng không? Thật ra là một cái điều thú vị này, nó là một cái giải pháp dành cho Liên thôi, cũng như là rất là nhiều bạn đang sử dụng những chiếc xe sang, những chiếc xe rất là sang. À, đặc biệt đây là chiếc xe của Liên. Hôm nay là lần đầu tiên mình được lái chiếc xe Audi Q5 của Liên nha. Trời ơi, người ta rất là kính. Ơi, thực ra đây là một món quà rất là mới mà Liên nhận được từ người thân của mình. Thú thật đây là lần đầu tiên luôn á, mình sử dụng một chiếc Audi. Và Liên sẽ cần phải có một khoảng thời gian dài để mình có thể làm quen với nó. Nhưng mà mọi người biết rồi đó, công việc của Liên hàng ngày là một phóng viên nè, biên tập viên, người dẫn chương trình. Cho nên là Liên rất cần phải cập nhật những thông tin cho nó kịp thời. Mà trên chiếc Audi này thì Liên chưa tìm ra được cách như vậy. Khó khăn cho cái việc kết nối giữa thiết bị với lại màn hình chính của nó, anh Sơn ạ. Cho nên ngày hôm nay rất mong là anh Sơn có thể giới thiệu cho Liên có một giải pháp nào đó chẳng hạn. Thật ra thì với những cái màn hình zin như thế này, và như là những bạn đi những chiếc xe sang đi ngoài trừ Audi, ví dụ như các bạn đi Mac nè, các bạn đi BMW hoặc Lexus, thì cái màn hình zin các bạn phải công nhận với mình một điều là màn hình rất là đẹp, rất là sắc nét. Mình phải thật sự rất thích những cái màn hình zin như thế này. Tuy nhiên là những cái phần mềm mặc định, những cái tiện ích mặc định trên chiếc xe nó đang thiếu rất là nhiều thứ mà mình đang cần. Thậm chí giống như là, và điển hình như là những cái phần mềm như là Liên cần để mà Liên cập nhật những thông tin mới nhất, thì mình nghĩ cái mình sẽ nói ở đây đó chính là cái giải pháp dành cho Liên cũng như tất cả các bạn. Thì Liên đã nghe qua cái khái niệm về cái Android Box chưa? Có, em có nghe rồi. Và thậm chí là nhiều khi em còn nghĩ là mình thay luôn cái màn hình zin của nó để thay bằng một cái màn hình Android cho nó tối ưu hơn và mình cũng dễ dàng sử dụng hơn. Thật ra thì đối với một số dòng xe thì nhất là xe sang thì chúng ta không nhất thiết chúng ta phải thay màn hình zin. Bởi vì khi em thay cái màn hình zin đi á, mình sẽ không thể nào tối ưu hóa được rất là nhiều cái tính năng ẩn của chiếc xe này. Ví dụ như chiếc xe của mình, ví dụ em đang đi trên chiếc, điển hình là trên chiếc Audi Q5 của em, khi em thay một màn hình mới em sẽ không thể điều khiển được như này. Đặc biệt là cái cảm giác khi mà em thích, em chạm, em cảm ứng trên này, nó không có còn thích thú như vậy nữa. Anh sẽ giới thiệu với em là cái Android Box đến từ nhà Eika Việt Nam. Và cái tên của sản phẩm này là Eleview D4. Eleview D4. Thật ra thì Eleview em có nghe rồi. Em có một số người bạn của mình sử dụng Eleview. Nhưng mà các bạn sử dụng là của U4 hay sao á? U4 là màn hình, đúng rồi. Các bạn sẽ thay một cái màn hình mới luôn. Và các bạn nói rằng là các bạn sử dụng rất là thích. Nói chung là được điểm cộng nhiều lắm. Nên em hỏi anh đó là nếu như em thay luôn màn hình đó thì được. Thật ra em thay thì anh thấy nó rất là, nó không cần thiết lắm. Mình chỉ cần gắn một cái, mình chỉ cần gắn cái Android Box vào là mình đã giải quyết được rất là nhiều thứ mà em đang cần luôn. Điển hình là bây giờ chúng ta sẽ lắp thử cái Android Box anh mang theo thì coi nó có cải thiện nhiều hay không nha. Em cảm nhận thế nào về cái sản phẩm này? Wow, thật sự luôn á, đối với một cái sản phẩm mà lúc đầu em tưởng tượng là nó phải lớn hơn chứ không có nghĩ là nó nhỏ gọn như thế này. Rồi với một thao tác đơn giản thôi, mình cắm là tức là plug and play và như thế là mọi người sử dụng thôi. Và Liên nghĩ là Liên có thể sử dụng thiết bị này trên chiếc Audi mới mua của mình. Nhưng mà anh Sơn, giữa thiết bị Android Box này nè với những con khác trên thị trường, anh thấy nó có gì ưu việt hơn? Trên cái thiết bị Android Box của Eleview D4 này, chúng ta có một cái hệ điều hành là chạy Android 10. Rồi chúng ta có một cái cấu hình là RAM 4GB, ROM là 64GB. Cái CPU sử dụng là ARM Cortex A53 và cái chip là chip 8 nhân xung nhịp 1.8GHz. Nếu chúng ta so sánh Eleview D4 với lại các mẫu Android Box trên thị trường thì cái thiết bị của chúng ta ngày hôm nay có cấu hình mạnh hơn, nó mang đến một cái trải nghiệm mượt mà hơn mà cái độ trễ nó không có nhiều, nó giúp cho chúng ta có một cái thao tác sử dụng tiện hơn. Một cái điểm đặc biệt khi chúng ta gắn cái Android Box này vào xe đó chính là không bị mất bảo hành của xe và nó tăng được tính trải nghiệm cho chiếc xe của chúng ta. Anh là một fan của Eika cho nên là anh xài rất là nhiều đồ của Eika rồi. Và cái mà của Eika nó đang mang đến là một cái hệ sinh thái của họ luôn nha. Chứ nó không riêng gì một cái sản phẩm này. Tức là như màn hình chính khi mà em kết nối vào thì em sẽ nhìn thấy ở bên góc phải ngoài cùng của em, đó chính là cái bộ cảm biến áp suất lớp. Đối với chiếc xe này mình đang không có lắp bộ cảm biến áp suất lớp cho nên là mình không hiển thị thông tin. Nhưng với những chiếc xe mà em đã có lắp rồi thì sẽ hiển thị thông tin ở đây. Và còn ở vị trí này là vị trí anh rất là thích, bởi vì anh rất là thích nghe đài. Đó, thì thông tin nghe đài và tất cả những thông tin nghe nhạc nó sẽ nằm ở vị trí bên góc này. Và đây sẽ là một cái cảnh báo về thời tiết cho em đến một địa điểm mới, một cái khu mới hoàn toàn. Rồi, cái tiếp theo nữa mà chúng ta không thể không nhắc đến đối với lại Eika đó chính là một cái kho ứng dụng của Eika. Kho dùng mà tới kho lận.
Trên cái thiết bị Android Box mà của iCar, chúng ta có rất là nhiều những cái phần mềm mà được gọi là cá nhân hóa cho người dùng luôn. Chúng ta có phần mềm tiếng Việt đàng hoàng nha em. Thì đầu tiên sẽ là một cái iCar V, chúng ta sẽ nói chuyện bằng giọng nói được và chúng ta điều khiển được nó. Ví dụ như em có thể là em yêu cầu mở nhạc, mở YouTube hoặc tìm kiếm một cái gì đó. Bây giờ anh sẽ ví dụ cho em thấy được là cái tính năng ưu việt của những cái iCar này á, chính là cái cách mà mình có thể điều khiển thiết bị bằng giọng nói. Bây giờ anh ví dụ thử nha. Mở nhạc trẻ của Mỹ Tâm. Nhạc 5 bài hát nhạc trẻ được Mỹ Tâm thể hiện trong live show mới nhất. Đỉnh chưa? Ghê chưa? Rất là nhạy. Như vậy là có thể nghe nhạc trên xe chỉ bằng bằng giọng nói thôi, bằng một câu nói thôi. Tức là khi mà chúng ta đi vào đường đông á, thì chúng ta sẽ không thể nào tập trung giữa câu chuyện là vừa lái xe mà chúng ta vừa thể điều khiển được thiết bị này. Thì đây chính là một cái giải pháp để chúng ta gọi là thuận tiện hơn khi lái xe. Một cái hay trên cái Android Box này so với những cái Android Box khác trên thị trường đó chính là cái cột điều khiển. Tức là cái thanh công cụ em sẽ nằm một cái dọc sát bên cạnh bên này. Em rất là dễ thao tác, em không phải bị với tay qua đây hay là bị chồm. Có một số cái đầu Android Box á, giá nó rẻ hơn cái này rất là nhiều. Nhưng mà họ sẽ cách họ sử dụng nó giống như một cái bone trên cái assistant của con iPhone á. Nó sẽ là những cái vòng tròn, em bắt đầu bấm vào đó và nó hiện những cái tác vụ ra em muốn làm gì với nó. Thì nó hơi mất nhiều thao tác hơn, mình điều khiển rất là khó. Và với anh thì thấy cái cách họ bố trí như vậy rất là đẹp. Theo như em cảm nhận thì cái màn hình em cảm nhận như thế nào Liên? Nếu mà so với màn hình Zin ban đầu thì khi sử dụng cái Android Box này á thì em cảm thấy là khá thích ấy. Đầu tiên là về cái màu sắc ha. Bản thân em là người thích màu trắng với màu đen, cho nên là phần Android Box này nó mang đến một cái cảm quan là màu đen nó tiệm với lại màn hình chính. Nó tràn viền ra luôn đúng không? Chính xác, nó làm cho cái không gian nhìn của mình nó được mở rộng hơn. Và cái thứ hai á, là với những cái icon để lựa chọn gọi điện nè, danh bạ nè, YouTube hoặc Chrome, mạng xã hội vân vân ha, thì những cái icon này em thấy nó rất là rõ ràng để mình có thể chọn lựa. Và điểm thú vị nữa đó là từ nãy giờ anh chia sẻ về những tính năng của iCar thì nguyên cả công dụng của iCar nó sẽ nằm ở một cái trang riêng đấy, cho nên là em cảm thấy khá là thích thú với sản phẩm mà ngày hôm nay anh Sơn giới thiệu cho mình. Cái ứng dụng mà anh cảm thấy rất là thích của iCar nói chung và của tất cả những cái sản phẩm iCar nói riêng nha, thì đó chính là cái iCar Entertainment. Cái này nó hay ở chuyện rằng là em sẽ có chia rất là nhiều tab. Đầu tiên là về YouTube nè, TV nè, radio nè, và có những cái review phim, những cái truyện ngắn, những cái tri thức. Cái này nó giúp cho mình, thứ nhất là mình cảm giác là mình có thể giết thời gian khi mình chạy xe, mà nhất là khi chờ xe hoặc là đông xe, đường đông xe á. Thì mình sẽ nghe những cái này, mình sẽ cảm thấy nó có gì đó, một chút kiến thức bổ trong đầu. Cái thứ hai á, là đối với một cái người làm báo như Liên thì anh nghĩ đây là một tính năng cần thiết. Bởi vì em sẽ dễ dàng cập nhật được tin tức mới nhất cũng như là những cái sự kiện gì đó xảy ra trong ngày. Với những cái tab như là TV như thế này thì em sẽ dễ dàng em xem được những cái video của em hoặc là người ta phỏng vấn em. Hoặc là một cái khách mời đó em chuẩn bị phỏng vấn và em cần một số thông tin về họ thì em để nghiên cứu ở đây. Thực ra thì em thấy hay ở điểm đó là đôi khi mình lái xe thì mọi người sẽ không được khuyến khích là mình xem TV, xem YouTube ở trên xe đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình sẽ chở những người thân bạn bè của mình, ba mẹ mình. Mình vừa chở ba mẹ mình đi trên xe, mình vừa nói mình có thể xem lại chương trình mà trước đó chính bản thân mình làm. Như Kim Liên thì Liên hay dẫn những chương trình du lịch á, thì ba mẹ mình cũng hay nói rằng là con đi dẫn ở đâu, nơi nào có cảnh gì đẹp. Thì trong lúc mà mình chở người thân mình trên xe đó, chúng ta có thể mở lại cho người thân bạn bè của mình xem. Đó là một cách rất là hay luôn. Và ở đây chúng ta có rất là nhiều đài nha, từ đài truyền hình cáp cho tới đài truyền hình thường luôn. Tất cả các kênh là dùng dữ liệu của 3G, cho nên chúng ta rất là dễ dàng xem các kênh khác. Và một cái điểm rất là đặc biệt mà dành cho những bạn nào đam mê về Kim Liên nha các bạn, đó chính là một cái phần mềm của Radio Online. Và cái Radio Online này là iCar họ viết riêng. Họ viết riêng dành cho các sản phẩm của họ luôn. Và những cái dữ liệu trên đây cũng đều là xài bằng dữ liệu 3G, cho nên là chúng ta ở bất kỳ đâu chúng ta đều có thể nghe đài được. Ví dụ như các bạn đem chiếc xe này đi qua, đem cái cục Android Box này đi qua Mỹ gắn chẳng hạn, các bạn vẫn có thể nghe đài được của Radio Việt Nam, vẫn nghe được tiếng Kim Liên luôn bên mình. Một trong những cái điểm mình thấy khá là hay trên cái thiết bị này đó chính là chúng ta có thể gọi điện thoại được. Ví dụ như Liên đang vừa chạy xe đi, Liên có thể bấm vào cái iCar V này và bắt đầu đọc cái câu lệnh rất là quen thuộc. Ví dụ như là, ví dụ anh gọi điện cho Liên đi, gọi điện cho Kim Liên. Ngoài ra đối với những chiếc xe mà chúng ta không có được cái Apple CarPlay không dây á, thì một cái giải pháp
khi mà em gắn cái bộ Android Box mà Elevio 4 này, đó chính là cái Z-Link. Z-Link này nó là một cái công cụ để giúp chúng ta kết nối cái điện thoại chúng ta với lại cái hộp Android Box, đồng nghĩa với việc là lúc đó mình sẽ xài cái thiết bị như là một thiết bị không dây như thế này. Chúng ta sẽ điều khiển được chiếc xe luôn. Hay quá. Đây là một điều thật sự rất là tuyệt vời luôn á. Lúc mà anh quyết định mua cái sản phẩm này để gắn lấy chiếc xe của mình á là bởi vì do thấy quá nhiều anh em review về cái sản phẩm này và đánh giá rất là cao. Bản thân mình cũng là người rất là mê đồ của iCar cho nên là quyết định mua mà phải công nhận xài sướng thiệt. Đúng rồi. Và Kim Liên còn nhớ là anh sử dụng màn hình Onice của iCar đúng không? Đúng rồi, là fan của iCar mà. Dạ. Yeah. Ngày hôm nay thì giới thiệu cùng của iCar luôn. Với những tính năng rất là đặc biệt ha. Mà Liên nghĩ rằng là các khán giả của Car Passion mình cũng không xa lạ gì với sản phẩm của iCar rồi ha. Mọi người đã sử dụng rất là nhiều. Nhưng mà bản thân em thì với chiếc Audi mới này thì đúng là mình cần phải có một thời gian để mình làm quen với nó. Hiện tại em là một người rất là bận rộn với công việc. Thì cái chuyện mà những lịch của mình nó xê xích với nhau thì mình chắc chắn mình phải cực kỳ phải lưu ý. Thì với cái thiết bị này chúng ta thể dễ dàng lưu lịch bằng một cách rất là thuận tiện là bấm vào đây. Là mình lưu lịch trên... Lưu lịch trực tiếp đây luôn. Ví dụ như là mình sẽ lưu lịch bảo dưỡng nè, mình sẽ lưu lịch cho chiếc xe của mình đi hành trình đi đâu đó, hoặc là mình sẽ có hẹn đi đâu đâu gặp ai đó thì mình sẽ lưu lịch trực tiếp ở đây bằng giọng nói luôn. Đến ví dụ thử nha. Đặt lịch họp 9 giờ ngày 19 tháng 8. Đó, tính năng sẽ bắt đầu tự động chạy và sẽ hướng dẫn chúng ta. Còn trong trường hợp mà em đi vào những tuyến đường lạ, những tuyến đường mới mà em chưa giờ đi á, thì trên cái thiết bị này nó có sẵn phần mềm là Vietmap S2, thì chắc chắn là Vietmap thì em sẽ không quá xa lạ đâu. Đó là một cái bản đồ Việt mà phải nói là rất là nổi tiếng luôn á. Thì một cái thao tác chúng ta sử dụng cũng khá là đơn giản. Ví dụ như bây giờ chúng ta về đài của em đi. Dẫn đường đến đài tiếng nói thành phố bằng Vietmap S2. Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tốc độ giới hạn hiện tại 50 km/h. Rất là mượt luôn. Và với cái giao diện của Vietmap S2, em sẽ có một cái trải nghiệm lái nó hoàn toàn thú vị hơn. Bởi vì họ bắt đầu họ thiết kế những cái mô hình nhà kiểu 3D. Và em đi trên tuyến đường nó sẽ có những cái giao diện hiển thị đẹp hơn, bắt mắt hơn. Đó là chưa kể đến những cái tính năng như là cảnh báo giới hạn tốc độ nè, cảnh báo về camera phạt nguội và rất nhiều những cảnh báo khác giúp cho em lái xe một cái sự tự tin và an toàn. Đây cũng là một cái sự kết hợp giữa cái iCar với lại Vietmap, khi mà họ làm một cái sản phẩm là vừa mang tính chất giải trí mà vừa mang đến sự an toàn cho người dùng. Và nếu như trong những cái tuyến đường mà ví dụ như những cái đường mà hơi bị lạ mà em cần một cái search nhanh hơn, hay là tìm một cái tuyến đường nào nó nhanh và em quen với lại cái Google Maps, thì em có thể tìm kiếm bằng Google Maps trên này luôn. Đối với Google Maps thì cái cách mà em tìm đường nó cũng khá là đơn giản. Em chỉ cần nói là dẫn đường cộng với lại cái chỗ em muốn đến. Anh Sơn biết không, Kim Liên rất là thích nghe nhạc hoặc là nghe radio chương trình mình dẫn á. Cho nên là quan tâm lớn nhất của Liên lúc này đó chính là âm thanh trên chiếc xe. Vậy thì khi cắm Android Box này vào, nó có ảnh hưởng tới âm thanh của xe mình không? Thật ra thì cái thiết bị này cắm trực tiếp là vào cái box, cho nên là nó giống như là một cái bộ truyền dữ liệu hơn. Nó khác với lại cái hình thức kết nối với điện thoại với lại cái màn hình thông qua Bluetooth. Và đối với những cái xe như thế này thì Bluetooth họ đã rất là chuẩn rồi, họ nghe rất là hay rồi. Nhưng mà đối với lại cái bộ Android Box này gắm vào thì chắc chắn luôn sẽ không bị ảnh hưởng, bởi vì nó là hai cái phần mềm chạy độc lập. Ngoài ra thì với cái màn hình này chúng ta có thể làm một cách đa nhiệm. Đa nhiệm nghĩa là sao? Nghĩa là em vừa có thể em xem được YouTube, và đặc biệt một cái nữa là em sẽ có thể xem thêm một cái bản đồ bên này. Đó, nghĩa là chúng ta vừa có thể nhìn được dễ dàng hơn, em biết được cái đường mà đi thế nào, và cái người kế bên em họ để họ nghe nhạc, họ check nhạc, họ xem YouTube. Cũng thú vị đó, có nghĩa là mình sẽ không mất đi cái tác vụ nào hết. Cùng lúc làm cả hai luôn. Đúng rồi. Từ nãy giờ thì mình nói nhiều tới Android Box Elevio D4 mà anh Sơn giới thiệu cho Kim Liên cũng như là giới thiệu cho quý vị đang theo dõi Car Passion. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Liên nghĩ là mình không khuyến khích mọi người xem chú tâm quá nhiều vào màn hình ở trên chiếc xe của mình. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng trong cái quá trình lái xe, ảnh hưởng sự an toàn á. Cho nên là hãy sử dụng giọng nói của mình để điều khiển nó, và kế tiếp là nghe âm thanh thôi là đủ rồi.
anh nè, từ nãy giờ thì mình nói tới những cái tính năng của nó thì em cảm thấy ổn áp rồi đó, nhưng mà mức giá thì có ổn áp không? Nói về giá hả, anh với em phải có cùng một quan điểm thì chúng ta mới dễ nói chuyện được. Em có cùng quan điểm rằng là tiền nào của đó không? Em đồng ý, tại vì rõ ràng khi mà mình đi một cái chiếc xe chất lượng thì em cũng mong muốn là tất cả những sản phẩm phụ kiện đi kèm phải chất lượng. Nói chung là một cái sản phẩm phụ kiện phải xứng tầm với một chiếc xe. Thì đối với anh thì cái mức giá là 9,8 triệu đồng cho cái một cái bộ Android này, đối với anh nó không phải là số tiền lớn. Và anh cũng nghĩ rằng là đối với những chủ nhân đang sở hữu những chiếc xe sang thì cái mức giá này thật ra là mức giá này rất là bình thường. Bởi nếu như em vào hãng và muốn nâng cấp lên như thế này thì ít nhất em phải mất vài chục triệu tới vài trăm triệu lần đó. 9 triệu 800 ngàn đồng. Mình coi như là 10 triệu đi. Mà hạn sử dụng chắc cũng được lâu nhỉ? Tính ra mà nếu mà nói về câu chuyện bảo hành thì bảo hành em được tới 6 năm lần nha. 6 năm. Và ngoài ra thì nếu như em mua ở thời điểm hiện tại thì em đang có được những cái chương trình ưu đãi của món sản phẩm này, hiện tại nó khoảng chừng 7 triệu hơn một xíu. Thì anh cảm thấy đó là một cái mức giá, thật sự đây là một cái giá rất là hời cho một cái sản phẩm. Em được bảo hành tới 6 năm lận mà. Trong khi đó nhiều khi là em đi mua xe, em đi có 5 năm là em bán mất tiêu rồi. Tính ra là mua xe xài xong là bán tặng luôn hộp này cho khách luôn. Dạ. Rồi, như vậy thì đây cũng là một sản phẩm đáng để cân nhắc ha, cho chiếc xe của mình. Đúng rồi. Ngày hôm nay thì sau cuộc trò chuyện với anh Sơn thì chắc chắn là Liên cũng cân nhắc thiệt nhiều á, cho cái việc là tậu em này về nhà và gắn trên chiếc Audi này của mình luôn. Để anh gắn cái cục này sẵn trên xe cho em xài tuần lễ xong rồi cho em quyết định. Đồng ý. Ok, và rất là cảm ơn các bạn xem video clip chia sẻ của hai anh em về cái chủ đề mang đến một cái giải pháp cho Liên để mà giúp cái màn hình trở nên thông minh hơn thông qua một cái giải pháp mà mình đưa ra, đó chính là cái Android Box của Eleview D4. Và nếu như các bạn có những thắc mắc hay là những cái gì mà liên quan đến sản phẩm của Eleview hoặc của iCar, các bạn có những cái đóng góp thì cứ để lại bình luận bên dưới, mình và các bạn sẽ cùng chia sẻ nhiều hơn. Và mình sẽ rất là hy vọng một ngày đẹp trời được trải nghiệm chính thức trên chiếc xe của Kim Liên. Dạ, cảm ơn anh Sơn và cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp nhau nhiều hơn nữa.